Cô chào các con. Ở bài học trước, chúng mình đã viết quà, quà. Trong bài học này, cô sẽ hướng dẫn chúng mình viết y, y sĩ. Đây là chữ y in. Khi chuyển sang chữ viết, còn chữ y của chúng mình có hình dáng như sau. Chỉ cần kết hợp một nét hất, một nét móc dưới và một nét khuyết dưới là chúng mình sẽ có con chữ y đấy. Cô mời các con quan sát cách viết chữ y. Để viết chữ y, đầu tiên chúng mình đặt bút tại điểm giao của đường kẻ ngang 2 và khoảng giữa hai đường kẻ dọc 1, 2. Viết nét hất. Từ điểm dừng bút của nét hất tại đường kẻ ngang 3, chúng mình viết nét móc dưới. Điểm dừng bút của nét móc dưới lúc này cũng chạm đường kẻ ngang 3. Cuối cùng chúng mình viết nét khuyết dưới cao 5 ô ly. Lưu ý, phần đầu nét khuyết dưới của con chữ y chạm đường kẻ ngang 4 phía dưới. Các phần còn lại của con chữ y chạm đường kẻ ngang 3 phía trên. Điểm đặt bút và điểm dừng bút cùng ở đường kẻ ngang 2. Cô mời các con luyện viết con chữ y vào bảng con nào. Y ghép với sĩ, chúng mình có chữ y sĩ. Chúng mình có hình cô y sĩ này các con. Y sĩ là người trực tiếp hỗ trợ các bác sĩ trong việc khám chữa bệnh. Cô mời các con quan sát cách viết chữ y sĩ. Để viết chữ y sĩ, chúng mình sẽ viết con chữ y trước. Từ điểm dừng bút của con chữ y, chúng mình lia bút sang bên phải, cách con chữ y hơn một ô ly, viết chữ sĩ. Lưu ý khi viết chữ y sĩ, ngoại trừ nét khuyết dưới của con chữ y chạm đường kẻ ngang 4 phía dưới, phần đầu của con chữ s vượt lên trên đường kẻ ngang 3 một chút. Những nét và chữ còn lại có độ cao đều chạm đường kẻ ngang 3 phía trên. Nhớ đặt dấu chấm và dấu ngã như một con sóng nhỏ lăn tăn trên đầu con chữ y để chúng mình có chữ y sĩ các con nhé. Cô mời các con luyện viết chữ y sĩ vào bảng con nào. Sau khi luyện viết vào bảng con xong rồi, cô mời các con luyện viết con chữ y sĩ vào vở nhé. Thank you.
bao của chúng mình đến đây là hết rồi. Chúc các con luôn vui, khỏe. Hẹn gặp lại các con trong các bài học sau. Tạm biệt các con.